Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Biên Duy, Đức Ngài Thượng Ngộ Không Thể Chi Giải. Bụi tham sa ga nang ga cha mi amma sa ga nang ga cha mi amma sa ga nang ga cha mi. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2010, chúng con cùng nhau tu tập Phật Pháp Kinh Tịnh Chư Thiên Chư Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên Cõi Trời Thiên Dương, gia hộ cho chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lớn. Dhammasavana kalo ayam bandanta Dhammasavana kalo ayam bandanta Dhammasavana kalo ayam bandanta. Nhà mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi vào cái phần thứ ba. Mình đã đi qua hai phần rồi, nhưng mà còn là phần thứ hai, nhưng mà nằm trong phần thứ ba buổi nói chuyện. Thì những phần trước á, mình đi về những cái bất thiện pháp, bất thiện tâm, nó là sanh khởi những cái tâm bất thiện. Thì hôm nay mình sẽ đi tới cái phần tâm tịnh hảo, là những cái tâm thiện mà mình bấy lâu nay mình mong rằng mình đã làm được nhiều việc thiện. Thì mình đã làm cũng rất nhiều, nhưng mà có nhiều cái kinh sức. Thì hôm nay nhân dịp này mình sẽ tiến sâu vào một bước nữa để mình làm cái việc thiện mình đó được có một tính cách hoàn thiện, chứ không phải là làm điều thiện mà tâm mình không có thiện, hay là tâm thiện nó không có hơn cái bình thường của cái thiện. Thì tôi mong rằng sau khi tôi cùng chia sẻ với quý vị á, quý vị sẽ thấy cẩn thận. Và khi hết cái phần này á, thì tôi sẽ tóm tắt lại cái phần tâm tục sanh, tức là sự tái sanh. Thì tái sanh này nó ảnh hưởng lúc mình làm việc bất thiện và lúc mình làm việc thiện, nó ảnh hưởng như thế nào, nó được khi hành động, nó được thể hiện, và cái tâm nào nó giữ lại để phát sanh những cái từ cái tâm thiện qua tâm bất thiện, hay là tâm thiện qua tâm thiện, rồi tâm bất thiện đó qua cái tâm bất thiện, hay là tâm bất thiện qua cái tâm thiện như thế nào. Thì tôi có dành rất nhiều thời giờ, tôi đã trải qua rất nhiều thời giờ để làm những cái mô hình đó. Thì tôi mong rằng quý vị nhìn cái mô hình đó, quý vị sẽ nhận định một cách rõ ràng hơn. Và nhất là khi tôi làm những cái video thì quý vị nghe, khi nghe quý vị phải coi chữ và coi hình thì quý vị mới mong được hiểu. Chứ nhiều vị nghe sao mà vừa nghe vừa chạy xe, vừa nghe vừa ăn, vừa nghe vừa ngủ thì quý vị cũng khó nhận được lắm, bởi vì nó rất là phức tạp. Thì hôm nay mình bắt đầu đi vào trong cái phần 2 của vấn đề tâm dục giới này. Thì bây giờ mình bắt đầu đi vào cái tâm tịnh hảo. Thì tâm tịnh hảo này tôi nhờ chị Ngọc Trân, chắc ở đây hôm nay cái chị Ngọc Trân với Ngũ Ứng, là Ngũ Ứng đọc hơn Ngũ Ứng. Vậy hả? Ông chồng có đọc được không? Không ạ. Thôi thôi mời chị Ngọc Trân. Chị Ngọc Trân đọc, hay là chị nữ đọc cái phần chỗ A giới thiệu.
À, nữ đọc đi chị nữ, ráng đọc. Chị thì tôi cũng nhắc với chị đó, khi mà nghe Pháp á thì tôi đặc biệt là trong cái chương trình mà chia sẻ cả mấy tháng nay đó, cái gì nên để ý là tôi đi chiều sâu lắm, đi vào liên hệ tới pháp hành, cho nên không phải nghe nói thiết suông cái là quý vị hiểu được đâu. Và cho nên quý vị phải dẹp bỏ tất cả những cái gì mà mình không cần thiết, như vừa rồi tôi có nói trình bày quý vị đó, mình đang dễ vui có rất nhiều chuyện thì chính vì đó là phóng dật, cho nên mình đổi thừa tôi bận này bận kia, nhưng mà quý vị có cái sự, cái mà tôi trình bày quý vị nó không phải là nói chơi đâu, nó là cái tri kiến, việc mình đáng làm thì làm, còn không đáng làm thì không làm. Mình tri kiến được rồi không, tôi để tôi nói chị, chính vì đó là mỗi cảnh là phóng dật, thì tôi nói chung cái phương pháp để mình đoạn cái bằng isolate á, tức là mình gạt bỏ những gì không cần thiết. Chứ mình nói là bận thì cũng như một vị Bà La Môn kỳ rồi đó, nói không phóng dật làm sao được, con có nhiều chuyện làm, thì vì Bà La Môn này nói có 10 chuyện như vậy đó, nhưng sự thật không phải là chuyện đáng làm 10 chuyện, mình cũng vậy nữa đó. Thì tôi nói nhắc lại quý vị là cái chìa khóa là mình phải có tri kiến, thấy điều gì đáng làm thì làm, không đáng làm thì mình phải gạt bỏ một bên, rồi kế tiếp mình phải tìm cái gì việc là đáng làm, xong rồi mình làm việc kế tiếp, không có làm lộn xộn. Nếu mình tác ý, mình có chánh kiến gì thì mình mới tác ý, mà có tác ý thì làm việc mới có kết quả. Mình áp dụng giới à, mình phải áp dụng giới rồi mình phải gần, khi mình áp dụng giới mình làm đúng như vậy, đương nhiên mình gạt bỏ những bạn là làm trở ngại trong đường tu tập. Nếu quý vị làm cái gì thì tôi bảo đảm quý vị sẽ gạt bỏ những cái điều không cần thiết làm, và gạt bỏ những đối tượng, những cảnh, những nơi không cần thiết mình làm, thì những người, những cảnh, những nơi mình hoàn toàn là những người thiện tri thức để giúp đỡ mình, nhắc nhở mình tu tập. Quý vị suy nghĩ kỹ đi, cái đó là phương pháp tu tập tôi áp dụng bấy lâu nay. Quý vị nên biết rằng tôi hoàn toàn là tiếp xúc với tất cả những bạn tu, tôi không có đi một đám cưới, tôi không có tiệc tùng, kể cả chùa chiền tôi rất là ít, chỉ tiếp lâu lâu tiếp xúc mấy vị thầy vị sư thôi, còn nghi thức lễ là tôi cũng không có tới, mà tôi vẫn thấy an lạc hạnh phúc. Tôi có nhiều thì giờ tu, tôi nói ra như vậy cho quý vị biết. Thì hôm nay trở lại cái bài kinh, và chị Ngọc Trân đọc cái phần đầu có 3-4 câu á chị, dục giới tâm tình hảo là sao đó, chị đọc đi để cho mấy vị khác lắng nghe, không có mở hình được á, mở chữ được. Dạ, giới thiệu chị, thì mời chị. Bởi vì có tịnh hảo tâm sở đồng sinh với dục giới tịnh hảo tâm. Dục giới tịnh hảo tâm có 24 tâm chia 3 loại tâm. 1. Dục giới thiện tâm, đại thiện tâm có 8 tâm. 2. Dục giới quả tâm, đại quả tâm có 8 tâm. 3. Dục giới duy tác tâm, đại duy tác tâm có 8 tâm. Thì đọc cái đó được rồi. Rồi thì quý vị thấy có 6 hàng chữ phải không, có 6 hàng, nhưng mà quý vị đọc qua thì quý vị thấy dễ hiểu lắm, nhưng mà đó mình phải hiểu như thế này: dục giới tâm tịnh hảo, tâm tịnh hảo này ở cõi dục là những cái tâm thiện, tịnh hảo là thanh tịnh, hảo là tốt, dục giới thanh tịnh ở cõi dục. Cái dục này tôi cùng các bạn đều có những cái tâm tịnh hảo này, sao không phải tịnh hảo là nói thấy ghê lắm, phải cao siêu bậc thánh hay mấy thầy có, mình cũng đều có hết, tức là cái tâm thiện của mình
là tâm phần nhiều phát sinh trong cõi dục giới, bởi vì có tịnh hảo tâm sở đồng sanh với dục giới tịnh hảo tâm. Thì quý vị cũng nhắc lại thì để quý vị biết rằng một tâm không có thể là đơn thuần chỉ một tâm, mà nó có những tâm sở đồng sinh. À, những tâm sở đồng sinh này là những cái tâm sở hữu thiện. Quý vị nhớ trong cái mô hình đó có 14 tâm bất thiện, 25 tâm thiện. À, thì những cái tâm này nó đi theo những cái tâm thiện, là có một số tâm sở hữu thiện cùng đi. Cho nên nói là bởi vì tâm tịnh hảo tâm sở đồng sinh với dục giới tịnh hảo tâm, thì nó bao gồm một số tâm. Quý vị đọc, nếu mà quý vị không có nắm vững những cái bài kinh trước á, với tâm tịnh ở cái tâm tịnh này, nhưng tâm tịnh này đó, là những cái tâm tịnh hảo phải đi theo. Thì tâm tịnh hảo này không có tâm tham, không sân, tâm si, phải không? Tâm tham sân si là tâm bất thiện, nó kéo theo tham phần, si phần, sân phần, đó là những cái tâm bất thiện. À, quý vị thấy khi mình hiểu chi tiết như vậy đó là mình làm việc thiện, không có phức tạp những cái tâm đó thì mới được gọi là tâm thiện. Nếu quý vị làm việc thiện mà quý có cái gì có tham có sân này kia là quý vị thấy là nó hơi phức tạp rồi, nó lẫn lộn chồng, thì những cái phần kế á quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy những cái lý do tôi chia sẻ, nhưng mà quý vị thấy một cái những cái một cái câu này đó, là quý vị phải thấy rõ như vậy thì quý vị mới mong rằng cái việc thiện như thế nào. Hoàn toàn là tâm hảo, tâm sở hữu thiện không? Không có một tâm nào mà có tham phần, si phần, sân phần trong hết. Thì kế tiếp đó, có 24 tâm. Thì 24 tâm á, thì quý vị nhìn cái mô hình ở dưới 24 tâm thiện dục giới hình số hình 14 á, thì cái hàng đầu á là 8 tâm. À, 8 tâm thiện, 8 tâm thiện này là 8 tâm mình làm. Mình làm việc thiện. Mà làm việc thiện không phải là mình có cái tâm thiện. Chẳng hạn bố thí cúng dường. À, làm tất cả những thiện từ thiện xã hội. Đó là cái pháp thiện, chớ chưa phải là tâm thiện. Quý vị đồng ý không? Quý vị phải phân tích rõ. Quý vị phải phân tích rõ mới được, chứ còn không mà tôi làm việc thiện không mà không có tâm thiện đâu, thì nó khác, nó không phải là tâm tịnh hảo. Mà tâm tịnh hảo này nó phải đi số chung với một số tâm sở tịnh hảo. Quý vị nhận được cái phần này không? Quý vị nhận không? Anh giải thích cái phần mà cái mình làm pháp thiện nhưng mà không phải là tâm thiện, anh giải thích rõ cái chỗ này. À, làm pháp thiện thì từ giờ tôi hỏi quý vị, quý vị bố thí là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Thiện pháp. À, mình ăn cắp đồ, đánh đập người, sát sanh là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Bất thiện pháp. À, cái đó chỉ là pháp, phải không? Đó chỉ là pháp. Pháp đó phải mình làm thì nó không phải là cái tâm nào hết, phải có người làm mới là tâm, phải không? Cái gì lên tiếng? Dạ. Cái đó là mình nghĩ trước rồi mình mới làm chứ. Không phải nghĩ trước, nhưng mà cái khi nào mình ăn cắp, tức là trong cái ý của mình muốn ăn cắp. Cái đó chị nói đó là nó chung chung, nó không phải, nên như thế này mình phải phân tích rõ đó. À, mình phân tích rõ như thế này. Cái pháp á là một cái việc làm thiện hay bất thiện, điều thiện kêu bằng pháp. Cái pháp này nó có tính cách là không hại người, không hại mình, không hại cả hai. Điều này lợi ích cho tất cả người. Cái đó là cái pháp, cái định nghĩa. Cái gì thế? À, thì nhưng mà cái tâm á là cái người làm cái pháp đó mới gọi là tâm. Chị nhận định cái phần rõ không? Dạ. À, chứ mình phân biệt và suy nghĩ này kia đó, lúc đó đã có người làm rồi, nhưng mà cái người làm này đó, người làm này đúng á, có những cái tâm sở thiện phát sanh á, thì mới gọi là tâm thiện. Còn người đó làm việc thiện, bố thí mà cái tâm sân, tâm si
tâm khoe khoang ngã mạn ha, thì cái tâm nó không phải là tâm thiệt. Bây giờ quý vị đâu phải là thấy nó dễ lắm, nhưng mà nó không có phải. Khi quý vị phân tích rõ ràng thì quý vị mới thấy là mình làm việc thiện chứ không phải là mình cái tâm mình thiện đâu. Cái đó là gọi là thiện phải không anh? Sao cô ngồi ứng đó làm sao? Cái đó là pháp thiện thôi, pháp thiện thôi. Không, tôi nói pháp thiện khác, mà cái người là pháp thiện nữa. Cái pháp á là chưa có ai làm. Quý vị phải phân biệt. À, cái pháp không ai làm. À, nhưng cái tâm làm, cái người mà làm việc pháp á, cái người làm việc pháp là có cái tâm phải không? À, mà khi mình làm á, cái tâm phát sanh ra đó là gọi là tâm thiện hay là tâm bất thiện? Tùy theo. À, thì bởi vì tùy theo đó. Tùy theo. Cho nên á, khi mình làm việc thiện á, mà chưa chắc là mình có tâm thiện. Đúng. Quý vị hiểu rõ cái phần đó không? Phải cho mình làm tâm điều thiện là tức là mình có tâm thiện đâu. Dạ, biết. Chẳng hạn như một đứa bé thấy cha mẹ lại Phật, cha mẹ suối lại Phật, thì lại Phật là điều thiện. Nhưng mà nó không biết và nó bắt chước. Nó chỉ thấy là cha mẹ lại đi tốt lắm con, ba mẹ cho con 5 đồng, ba mẹ dẫn con xin đi. Thì đó là cái tâm tham đứa bé phát sinh. Lại Phật là một điều tốt, nhưng mà cái tâm đó chỉ nghĩ đồng tiền, phải không? Quý vị thấy không? Cái tâm thiện và cái việc luyện thiện đó, hai cái là nó một trời một vực. Nếu mình không thấy rõ mà mình có cái chấp vào làm điều này thiện ha, thì cái đó là chưa chắc có việc thiện. Trong khi mình làm điều đó việc thiện, mình làm khổ đau những người thân gia đình mình là khác nữa. Quý vị đồng ý không? Cái tâm thiện mà tới cái tâm có cái tâm thiện nó cũng nhiều cái khía cạnh mà để mà có cái tâm sở nó đi cùng trong đó. Nói chung á, thì khi mình làm việc thiện á, thì chút nữa chắc bữa nay cũng chưa tới phần đó đâu. Tôi chia sẻ với vị cho kỹ à, rất tiếc là có nhiều người tôi thấy trong nhóm mình phải cần thấy cái này để mấy vị biết rằng mình làm cái này mà nếu mà làm cái phát thiện mà nó có cái tâm thiện đi chung hết đó, rất là khó trong vậy đó. Đó thì quý vị thấy tôi chỉ giải thích vậy thôi để cho quý vị thấy rằng không có nắm bắt một cái điều thiện là tức là mình làm được trọn vẹn cái tâm thiện. Nó có trọng nhưng mà nó xen lẫn. À, đây tôi nói cái gì nè. Này thấy hay á. Tôi nói với vị nè, quý vị tu bấy lâu nay là quý vị không bao giờ thấy cái điều đó đâu. Dạ. Tôi nói ra quý vị nhiều khi còn nhiều người nói ngăn cản, nói tà này kia, nói sai thì thật không à, phải. Không, anh thấy cái này cũng rõ ràng trong quý vị pháp đã nói mà. Đó. Thì tôi nói cho quý vị đó, cái đường lối tu tập nó không phải cái giới đầu mình đi đó. Quý vị hiểu rằng quý vị làm việc thiện tới chùa chiền là quý vị đang xây dựng một cái niềm tin đến để mà nghe pháp, đến để mà nghe phân tách được cái việc thiện, việc bất thiện, việc nên làm không nên làm. Nhưng mà cái người tới chùa chiền á, nhiều kiếp si mê như vậy, chỉ nghĩ rằng đến đó là được phước, được về cõi này chỗ kia, đó là cái chỗ sai. Mấy thầy mấy sư không nói với gì là tại quý vị, nói với gì cũng không có nghe, nói với gì cũng không thành tới chỗ đó nữa. Nhưng mà nhiều quý thầy quý cô cũng biểu mình làm cho mình có phước mà đó, thì chính gì đó là nó có một cái khía cạnh tùy theo nơi quý vị tới những cái chỗ đó. Đa số là những vị đó không có thể nói chi tiết như tôi. Dạ đúng. Quý vị đó, quý thầy nói đó là chùa chiền, quý vị không có ai tới nữa. Yeah. Quý vị thấy không? Dạ. Yeah. Cho nên đa số á, cái người nghe Phật Pháp á, thấy cư sĩ nói không muốn nghe, không có thích. Là tại vì nghĩ rằng vị này nói chuyện không có giá trị. Vị này không bằng mấy vị thầy. Mấy vị thầy hơn đó, nhưng mấy vị thầy không, quý vị sư không có thể nói được cho quý vị tin được. Nếu tôi nói như vậy quý vị không có tới chùa. Quý vị có phải không? Dạ đúng, anh nói đúng. Cho nên á, tôi sự thật ra không có đi qua, không có đi lại. Chỉ một chiều tôi hiểu được điều gì, tôi làm thấy được, nó có kết quả, tôi thật tình, tôi chia sẻ với quý vị.
Tôi chẳng có nhận cái gì của quý vị hết. Cho nên tôi nói mà không có sợ quý vị ủng hộ không có gì hết. Tôi cũng không có đóng tiền cái gì hết. Nhà cửa tôi ở cũng như bình thường. Quý vị có nghe Pháp hay không nghe Pháp, tôi cũng vẫn bình thường. Nhưng mà mấy thầy quý vị, nhất là những vị thầy mà nói thì nó hơi đụng chạm, thì quý vị cũng khổ lắm. Đó, thì tôi nói hơi hơi gì để biết riêng về phần tu tập của mình. Cái quan điểm tôi trình bày là chỉ 6 câu để quý vị nhận định rõ. Quý vị nhận định rõ này là quý vị có cái nhìn làm phước thiện, có một cái nhìn khác. Còn một điều nữa, trong khi quý vị làm một điều thiện mà chưa có tròn đầy việc thiện đó, nó có xen lẫn. Quý vị nếu người nào đọc hết, nếu mà nói như anh vậy thì những nơi chùa chiền đâu có ai tu nhiều đâu. Thì tôi nói quý vị tại vì á, đâu có ai tới. Tại vì quý vị đó, không thích nghe thì mấy thầy đâu có nói quý vị. Có phải không? Dạ đúng, anh nói cái đó đúng á. Chứ không phải là tại mấy thầy không. Tại vì mấy thầy mà nói như anh đó là Phật tử đi hết á. Đúng. Nói sự thật là cả hai. Vậy là không có ai tu nhiều nữa sao? Thì vậy, thành ra mấy thầy phải... Chính gì? Chính gì á? Chính gì á? Chính gì là cái phương tiện. Thấy không? Tùy duyên, bất biến. Dạ. Chứ không phải tùy duyên, tùy biến. Bất biến, tùy duyên. Quý vị thấy không? Cho nên mình thấy được. Quý vị thấy được, tôi thấy được. Tôi nói quý vị nói người khác. Từ từ, rồi quý vị làm. Quý vị tới chùa. Và mỗi người tự có một cái tự giác cái gì. Các quý thầy, quý sư thấy quý vị có cái tinh tấn tu tập. Bây giờ cũng có nhiều chỗ tu tập. À, đi sâu như vậy, như tôi chia sẻ cùng quý vị. Có. Nhưng mà mấy chỗ đó rất là ít người. Phải không? Dạ. Cho nên tôi thường thường tôi nói quý vị tu tập, quý vị đừng có mong rằng những ngày lễ lớn quý vị tới mà tu tập đâu. Chỉ đó là những cái nghi thức lễ mà quý vị muốn tu tập phải tới riêng mấy thầy, mấy sư. Để học hỏi. Phải không quý vị? Dạ, quý vị phải có cái chánh kiến như vậy thì quý vị. Nhưng mà cũng có người nói là mình tu mình phải có tạo phước, có nghĩa là phước huệ xong tu gì đó. Chị, tôi nói cho chị nghe, cái người có tạo phước đó, đó là quý vị. Cái lúc đầu quý vị không biết. Quý vị tạo phước mà 450 năm quý vị là tạo phước, quý vị mới thấy cái trường hợp này có tạo được bao nhiêu phước. Mà quý vị đọc xong 6 cái đoạn tôi chia sẻ này, quý vị thấy được bao nhiêu phước hay không? Trong khi đó, quý vị hành xử này người thân trong gia đình không thích, nhất là người đàn bà. À, ông chồng ông không có thích cái điều đó. Có rất nhiều vợ chồng xích mích do vấn đề này. Mình nghĩ rằng đây là điều thiện, trong khi mình bỏ gì. Nhiều khi ông Trần ông uống rượu say xưa, ông buồn chán, ông sanh ra những cái đấu tật khác. Con cái cũng vậy. Quý vị suy nghĩ kỹ. Mình làm điều này không biết có thiện hay không mà làm cho ông chồng. Bấy lâu nay ông lo mình. Nhiều khi ông chồng ông rất là tốt, nhưng mà ông cũng buồn chán. Tôi chỉ nhắc khéo quý vị, sống trung đạo. Đừng có gì mình làm một cái điều gì mình nghĩ rằng an vui hạnh phúc mà mình bỏ rơi những người khác. Mình phải đi hy sinh và mình phải đi con đường trung đạo. Nếu quý vị mà thấy rõ như vậy, quý vị thấy là nó không có dễ đâu. Nhưng mà quý vị làm cố gắng, mỗi việc thiện, mỗi điều quý vị làm, quý vị hồi hướng những cái người mà quan trái trong gia đình quý vị. Hồi hướng. Tôi mong rằng chồng tôi dễ dãi, hiểu được thấy Phật Pháp cho tôi tới tu tập. Chứ đừng mà đi như vậy rồi mình làm khổ người khác, không có được. Quý vị thấy không, có 6 câu thôi. Thì quý vị có câu hỏi nào phần này không? Dễ, bài kinh thì dễ, đọc thì dễ hiểu anh. Nhưng mà quý vị sâu vô chi tiết rồi quý vị mới thấy được là cái giá trị những cái lời Đức Phật dạy. Thì quý vị thấy 24 cái tâm đó, cái tâm đầu tiên, 8 tâm đầu tiên ở trên đó là cái tâm mình làm việc thiện mà có cái tâm thiện xuất hiện.
Khi mình làm được như vậy đó ha, thì mới có được cái quả thiện, là hàng thứ hai được 8 cái quả thiện. Còn hàng thứ ba là những bậc thánh ha, hoặc là những lúc đó, mình lơ đễnh tư duy nó không có cái tác hại gì, nhưng đa số là những cái tâm của bậc thánh. Thì quý vị thấy rằng là 24 tâm thiện nó là như vậy. Còn nếu mình không làm việc thiện á, à, tới cái phần quý vị đã đọc hết bài kinh đó, sau bữa nay quý vị đọc thêm cái phần kia, quý vị thấy trong khi quý vị làm việc thiện mà tôi trình bày quý vị đó, có lẫn lộn này kia nọ đó, nó phát sanh tâm gì nữa, rồi quý vị sẽ thấy sáng nữa. Ở đây tôi chỉ phân tích là cái việc thiện à, và cái tâm thiện, nó hai cái khác biệt. Nó phải có một cái sự thấy rõ ràng, tác ý, có tác ý, à, có chánh kiến, chứ không phải là lý trí nghe, có trí, à, chứ không phải lý trí. Cái việc thiện nó sẽ có hợp trí và lý trí. Và một cái nữa là nhanh hay chậm, tức là hữu trợ hay vô trợ. Thì tới những cái phần kế này quý vị sẽ thấy. Rồi với cái phần này quý vị có câu hỏi gì thêm không? Quý vị thấy khi mà tu tập mình phải có chú tâm như vậy, mình nghe kỹ mình mới nhận được. Và quý vị có câu hỏi thì tôi mới nói thích, giải thích thêm. Phải không quý vị? Dạ. Bây giờ tới cái phần định nghĩa, chị đọc chú. Rồi, cô Tiền nói. Dạ, giống như chú Đương nói là mình làm cái gì đó với cái tâm thiện, chuyện hay tâm bất thiện tại đó, thì con hỏi chú như vậy. Ví dụ như hôm nay, ví dụ mình rảnh, bữa nay, giống mỗi ngày con đều đi làm, bữa nay là ngày thứ bảy, thì tự nhiên con cũng đi đặt bát cúng dường. Thì đi đến đó, mình gặp sư, mình được đặt bát, thì cái tâm của mình quan hỷ tại đó, là bữa nay mình làm được phước thiện, vậy trong đó có tâm tham hay không? Rồi, để thử, chút nữa, ha, tới cái phần cuối á. À, tôi chưa tới những cái phần đó, nó rất là vi tế, à, nó có lẫn lộn ở trong đó hết. Dạ. À, thì sẵn đây á, chút nữa tôi để tôi coi mấy bữa nay mình nói tới cái phần đó không. À, chắc không chưa tới, nhưng mà tôi đại ý thế này, khi quý vị làm việc thiện á, dạ, quý vị phải có tâm tư, tiền, hiện và hậu. Quý vị đặt bát, quý vị phải có chuẩn bị trước tiền, rồi tới mình làm việc thiện đó, phải có những cái tâm thiện này, tâm sở thiện này xuất hiện. Xong rồi á, mình biết hồi hướng, chứ không phải biết mình tự mãn. Thì đó là làm việc thiện có tâm tư. Chứ gì bất đắc dĩ thì nó cũng giờ thiện, nhưng chưa chắc có cái tâm thiện mình nữa. Nên là, anh nói chỗ này là nó phải có đầy đủ tâm tư ba thời. Tâm tư ba thời đó. Thấy cái gì thế, Đức Phật dạy kỹ lắm. Cái chỗ này mình nếu mà mình hơi lơ đãng một cái là nó mất nó cũng có, nhưng mà nó tôi nói là xen lẫn. Thì á, khi quý vị làm xen lẫn việc thiện này á, ha, tới khi mà tục sinh á, tâm tục sinh, tôi sẽ nói cho quý vị biết khi mình làm việc đó đó, đưa đến tâm thiện bất thiện bao nhiêu phần trăm bao nhiêu đó, rồi đưa tái sanh sao sao. Quý vị phải nhất định phải căn bản là bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy pháp thiện và việc thiện, à, rồi từ từ tới những cái gì mình làm để củng cố, để tạo dựng được cái những pháp thiện thường trực mình làm là nó được như vậy, nó thành một cái thói quen, chứ không phải đừng là muốn làm cái làm liền được, phải không? Yeah. Mình phải hiểu rồi á, trong khi mình hành việc thiện đó, nó có những phương pháp, chẳng hạn tôi nói tâm tư, à, là tiền, hiện và hậu, mà trong khi mình làm á phải có trí, chứ không phải là lý trí. Mà mình làm á là phải có sự vô trợ. Tôi thí dụ có nhiều cái bất ngờ thì mình không có tiền trước, mình không có hiện, không có tiền mà có thể mình có hiện và có hậu. Chẳng hạn như quý vị gặp một người trực, tự nhiên với người cần một số tiền đi để đi xin, tại vì không còn tiền hay mất tiền gì đó, thì quý vị thấy người ta cần tiền thì gì đó, thì quý vị đâu có đủ thời gian để mà có tiền, phải không? Chỉ là có hiện thôi,
Tức là quý vị móc đồng tiền ra một cái tâm tự tại, mình phải móc đưa ra, mình nhận giúp, tôi giúp chị, giúp anh để có số tiền để đi về quê hương, hay là anh đang bị bệnh gì đó, tôi giúp anh gì đó, thì có hiện mình mong muốn rằng số tiền này cho chị, cứu chị ra khỏi lòng từ, cứu chị ra khỏi cái cơn hoạn nạn này. Vừa xong thì mình hồi hướng, thứ nhất tôi mong rằng chị được hay anh vậy qua cái tai nạn, cái thứ hai con hồi hướng này tất cả những gì việc thiện con làm, nếu mình có đối tượng người thân trong gia đình như chồng hay là vợ trong nghịch cảnh mình tu tập, thì mình hồi hướng việc đó cho người đó thấy được rõ chánh pháp, hoặc là hồi hướng cho ông bà cha mẹ, thì mình làm điều đó có tâm thiện ở chỗ đó, mình có trí thấy đây là điều thiện. Cái thứ hai mình ta ý đây là việc trí, không phải là không, rồi mình thấy mình nhanh chóng mình làm, tức là đầy đủ tâm tư và vô trợ có trí, thấy không? Không phải cần chỗ này là vô trợ có trí, vô trợ có trí là tại mình bố thí, nhưng mà mình không phải nghĩ rằng làm cái này để cho tôi làm ăn khá giả thì nó khác, tôi giúp này để tôi buôn bán bữa nay được, hay là tôi mua số chúng hay tôi đi đánh bài thắng bữa nay, cái khác nữa, nó phức tạp lắm. Hay là tôi muốn mua, tôi bán buôn đắt bữa nay, thì có sự mua đổi nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không hoàn toàn tam tư, nó ly trí, phải không? Rồi rồi cái lúc mình là làm thiện á, nhưng mà mình nghĩ mình thấy cái người đó tội mình làm thiện, nhưng mà lúc đó mình làm thiện thôi, nhưng mình không có nghĩ gì hết, không có nghĩ mình gì hết, không có nghĩ gì hết, chỉ là thấy người đó thiếu tiền tội thì mình cho thôi, không nghĩ gì hết. Mà khi quý vị chỗ này cái tâm thì sao, thì cái tâm mình hỷ, thì mình chỉ có cái tâm hỷ, mình thấy người ta nhận tiền mình vui thôi, vậy thôi, chứ mình không có cái tâm thì mình nghĩ trong khi đó là mình phục vụ, mình bố thí, trong khi quan hỷ, hỷ này á là cái lòng từ, khi mà lòng từ thì mình phát sanh được cái hỷ, mình bố thí là mình mong rằng người này thoát cơn đói, cơn hoạn nạn, chứ không phải tôi làm điều này. Nếu mà chị có suy nghĩ thêm làm này cho tôi mua mai bán đất, làm này để cho tôi có cái gì trao đổi đó, thì cái điều đó nó mất phước. Làm xong mình hồi hướng về cho ông bà cha mẹ mình quá khứ, hoặc là những người bệnh tật mình có thể mình hồi hướng điều đó được sau khi, bởi vì không phải là mình trong khi mình bố thí mình mong rằng được cái này cái kia, nhưng mà sau khi rồi con nguyện mình, quý vị phải kết tập cái tâm niệm, quý vị phải làm thường thật quen rồi. Mỗi khi tôi thường có nhiều vị hỏi tôi cách để mà làm sao bố thí hồi hướng cho người bệnh hay người chết, mình nghĩ thấy là những cảnh không tốt quá, thì tất cả những cái việc gì quý vị làm điều thiện, không nghĩ rằng quý vị giữ. Cái thứ nhất là để phát sanh tuệ, trí tuệ tu học. Cái thứ hai, hồi hướng về cho tất cả những người thân mình đang hoạn nạn, cha mẹ mình bệnh tật, hay là ông bà cha mẹ còn nhiều kiếp sống gặp Phật pháp tu tập. Đó là hậu. Đó, cho nên mình, quý vị nên nhớ kỹ rằng nếu quý vị có chương trình tu tập thì chẳng hạn có thời khóa tu tập, quý vị phải gạt bỏ tất cả hết những chuyện khác. Còn quý vị quyết định có một cái việc gì làm thấy tâm tư mình thấy tốt hơn, làm hơn, quan trọng hơn, gạt bỏ cái việc tu tập. Đừng có phân vân chỗ này chỗ kia thì lẫn lộn. Quý vị phải có chi kiến, việc nào làm trước, việc nào làm sau, và đánh đổi. Sao quý nghĩ sao? Tôi thấy ý kiến vậy thôi, đã thấy tôi con đường tu tập là như vậy. Còn quý vị thì tôi chỉ trình bày những cái sự thật mà tôi nghĩ, không chừng nó không có đúng. Quý vị không đúng thì quý vị đừng làm. Quý vị có hỏi những người khác, mấy thầy, mấy sư khác để giải thích cái phần đó. Còn tôi căn cứ những cái vấn đề tôi đọc những sử liệu, tài liệu, tôi chia sẻ cùng quý vị.
Sao cô Tiền nghĩ sao? Dạ, con thấy đúng, tại vì giống như nói việc tu tập thêm, bây giờ rất là nhiều pháp, ở đâu cũng dạy hết, nhưng mà mình phải focus lên được cái gì mình muốn tu tập, mình tập trung lợi thì mình mới tu được. Tại vì nếu mình cứ học mà mình không có thời gian để mà mình suy tư, hoặc là mình giống như chí văn, chí tu vậy đó, mình không có đầy đủ thì thành ra là người ta học chứ không phải mình học. Đó, đó thì tôi chỉ giải thích ra, tôi mong rằng quý vị có những cái câu hỏi tương tự như cô Tiên, để mình thấy rằng cái pháp hành thực tế mình nó là như vậy. Và quý vị nên suy nghĩ kỹ, thì tôi nhìn thấy tôi biết quý vị. Quý vị có chuyện gì mà thấy mấy thầy, mấy sư, mấy lễ lộc lớn là quý vị gạt bỏ những chuyện tu học khác. Tôi cam đoan quý vị. Thấy không? Thường có câu này nè, ông Tài nói là thí dụ như mình đi đi chợ thì mình cũng mong á rằng là mình có gặp một người nào đó để mà mình bố thí cho anh ta chút đỉnh về tiền tiền tài, thì khi mà Hương gặp cái người đó rồi thì Hương cũng bố thí về tiền tài, nhưng mà Hương trong lòng rất, cái tâm Hương rất là hoan hỷ. Nhưng mà cái này nó có nằm vô cái tham không? Nằm. Thì quý vị có nghe bà Thanh Thương hỏi không? Nghe. Rồi, mấy vị khác có nghe không? Dạ nghe. Thì mình chỉ mong là có gặp được cái người để mình có dịp để làm việc bố thí, thì cái chuyện đó không có cái tham trọng, mình đang tập làm điều thiện. Quý vị nên nhớ rằng cái người mà có cái tâm mà muốn làm điều thiện á, có những vị đó cũng không gặp phương tiện mà làm điều thiện. Cho nên những gì đó có mong mỏi là gặp điều thiện để mà thực hiện cái điều thiện đó. Thì không có, nếu mà làm điều thiện đó mà mong mỏi có cái điều gì khác á, thì nó có cái sự trao đổi. Tùy theo tâm quý vị, tôi không có nhận định rõ cái tâm từ gì, quý vị biết. Đó. Quý vị chỉ muốn là thực hiện cái điều tốt lành. Đó. Mình quân tập cái từ bi, cái từ phải có hỷ trọng, và mình muốn có được cái sự buông xả. Thì thật những cái điều này thường thực nó là một cách tự nhiên, là quý vị không còn nắm bắt, không có nắm giữ gì hết. Thì cái tâm từ quý vị càng ngày mở rộng một phương, hai phương, ba phương, bốn phương và muôn phương trên dưới, không cùng tận. Mà quý vị làm từ thì phải có hỷ trọng, làm bi thì phải có xả. Cho nên từ là có hỷ, bi là có xả. Thì từ mấy phần đó sơ thôi, gặp những cái lúc nào tôi sẽ chia sẻ phần đó. Vì cái sự tu tập Phật Pháp đó, nó có cái nhiều khía cạnh mình lẫn lộn, rồi mình tu cái là nó không có trọn vẹn. Quý vị phải đi căn bản như thế này thì quý vị mới mong rằng mình đi vững chạy. Không có chạy, đa số là những người mới tu tập Phật Pháp là muốn những cái pháp cao thượng lắm. Tôi cũng cùng giống hệt quý vị à. Nhưng mà nhờ may mắn có cái thời gian tu tập, tôi rất là nhiều thời giờ để tu tập, cho nên mình được cái may mắn đó. Thì còn câu hỏi nào nữa không? Mới có chút xíu và gần hơn nửa tiếng rồi, gì thấy không? Thì bây giờ thôi tới phần định nghĩa, cô Tiền đọc phần định nghĩa đây. Cô Tiền có mở bài lên được không? Cái trang đầu tiên hả chú? Cái trang 29, 27, ở dưới 27 á. Định nghĩa. Tâm nào làm tiêu diệt ác pháp, tâm ấy gọi là thiện tâm. Thiện tâm là tâm tốt, không bị ô nhiễm, không có lỗi, cho quả an lạc. Thiện tâm có 5 ý nghĩa. Thứ nhất, không bệnh là không tham, sân si, là không phiền não, bởi vì phiền não làm khổ tâm, khổ thân đối với chúng sinh. Thứ hai, tốt lành là sự lợi ích, sự an lạc đối với chúng sanh. Thứ ba, khôn ngoan là lời nói hành động đàng hoàng tử tế. Thứ tư, không có lỗi, không đáng chê trách nào cả. Thứ năm, quả an lạc đáng hài lòng. Đó, thì quý vị thấy khi mình làm thực hiện cái điều thiện á, nếu mà có kết quả đó, thì những cái này đó nó đang xảy ra trong cái tâm của mình. Không bệnh đây tức là không phải là mình đang bệnh cái hết bệnh, bệnh đây là bệnh tham sân si. Lúc đó mình làm điều thiện á,
thì tham thiện pháp thì không có tham sân si, phải không? Đó, tức là không phiền não. Phiền não làm khổ tâm, cho nên mình làm thiện pháp thì không có tham sân si. Thì thấy nó là đoạn tận được cái phiền não trong lúc đó khổ về cái thân, ha, cả tâm. Điều này đó là tốt lành, là sự lợi ích, sự an lạc đối với chúng sinh. Chúng sinh có là người đối tượng và mình. Mình làm việc thiện đó mà mình nghĩ là việc thiện mà nhưng mà hại người khác á. Chẳng hạn như có cái sự gì mà nhất là vợ chồng tu tập, có nhiều gia đình lắm tu tập mà ông nhất là mấy bà với nữ trở ngại mấy ông chồng lắm, phải không? Và nói này thì mấy ông chồng ổng cũng không có thích à. Ha. Thì người nữ làm phải cẩn thận. Trung đạo, tôi chỉ nhắc cái trung đạo tùy theo xử lý, tôi không có tư vấn cái đề này. Mà tôi chỉ nhắc sẽ là trung đạo. Là cái trường đạo mình làm sao đừng khổ người khác, đừng làm sao cho nó có phải là tốt lành cả hai, tùy theo nhân duyên của quý vị. Cái thứ ba là người làm đời này, người khôn mới làm được, người không khôn không làm được. Và lời nói năng hành động, chứ không phải làm việc thiện mà trước khi đi mình làm việc thiện cúng dường sắc bát gì mà mình đang giằng co với gia đình, nói những lời bất thiện đó là cũng không tốt. Không có lỗi, không có ai chê trách mình, mình làm việc thiện này không có người chê trách nếu mình làm đúng và an lạc được hài lòng. Đó là những cái lúc mình làm việc thiện có những cái này nó phát sinh ra, đây là cái việc thiện. Cái tâm mình đó là tiêu diệt cái pháp ác mà tăng trưởng cái sự an lạc. Năm điều này nó có thể hiện trong khi mình làm. Đó, thì quý vị thấy đoạn này đi qua được chưa? Không, có cái gì hỏi không? Như vậy thì chị Ngọc Trân đọc tới cái phần kế đi, ha, dục giới thiện tâm. Trong trang 28 đó chị. Dục giới thiện tâm cũng gọi là đại thiện tâm, phát sinh do nương nhờ ba pháp là thọ, trí tuệ, tác động. Có tám loại tâm như sau. Đại thiện tâm có tám tâm và tám tâm quả. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ba, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Bốn, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Năm, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Sáu, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Đây, cảm ơn chị Ngọc Trân, cảm ơn cô Tiền đã đọc phần trước. Thì quý vị thấy đại thiện tâm có 8 tâm và 8 tâm quả, thì người nào thực hành được 8 tâm này đương nhiên có cái quả 8 tâm cũng giống như hệ như vậy. À, thì lần lượt quý vị sẽ thấy ý nghĩa là tám tâm quả như thế nào. À, bây giờ thì nó danh tự thì nó giống nhau. Làm được như vậy thì đương nhiên mình sẽ có cái quả đó. Có như quý vị trồng một cái cây gì đó, lâu ngày sẽ có, quý vị phải chăm sóc. Tức là quý vị phải làm được thuần thục. Ban đầu quý vị làm á, thì đối với thiện này quý vị thấy ở đoạn trên đó. À, dục giới tâm, thiện tâm cũng gọi là đại thiện tâm. Là danh tự có nhiều chỗ dùng với khác nhau, là cái danh tự này của Ngài Hộ Pháp. Tôi lấy những cái tài liệu của Ngài Hộ Pháp, mấy cái tài liệu này ít ai để ý, hay là biết đâu, đọc nó như đám rừng vậy đó. Thì có khi gọi là mình thấy là tâm thiện, có khi dục giới thiện tâm, có khi là đại thiện tâm, nhưng mà nói chung là tâm thiện ở trong cõi dục. Thì cái tâm thiện dục này nó căn cứ có ba pháp là thọ. Thọ thì gọi là lạc, gọi hỷ, gọi xả, hay là bất lạc, bất khổ, thọ ưu. Thông thường là thọ. Khi mình làm việc thiện á, mình làm một hành động gì cũng phải do cái thọ, phải không quý vị? Quý vị nhớ không? Lấy thọ, lấy xúc, làm căn bản, có cái thọ. Phải không? À, quý vị làm việc phước mong muốn gì cũng phải có cái thọ. Làm điều xấu cũng phải có cái thọ. Thọ gì? Thọ lạc, thọ hỷ. Nhưng mà phải đi đến trí tuệ, phải không? Chứ bây giờ cái thọ lạc, thọ hỷ mà pháp ác,
thì nó cũng có thọ, nhưng mà nó không phải là trí tuệ, cho nên nó căn cứ vào trí tuệ. Thọ đối với thiện, thọ mà phải có trí, là tác động, tức là vô trợ hay hữu trợ. Vô trợ nó thì nó mạnh hơn. Thì quý vị thấy không, là làm một tâm thiện nó căn cứ ba cái pháp này phát sinh ra. Nó do ba pháp. Thông thường đó là mình không biết đó, là chỉ mình làm điều nghĩ là an vui hạnh phúc, mà mình không có trí, khi mà ly trí phải có trí tuệ. Và cái năng lực, cái cường độ tác động á, tức là vô trợ hữu trợ, đó là động tốt tâm. Cái cường độ đó tăng trưởng cái việc mình làm thiện hay là bất thiện, mạnh hay là yếu. Quý vị thông không? Quý vị nhận phần trên tới phần này là đó, quý vị nhận. Quý vị còn có cái gì câu hỏi gì liên hệ ba cái pháp thọ, trí tuệ và tác động đối với việc thiện này không? Nếu không thì mình đi qua ha. Quý vị xin lên tiếng nha. Cái gì phải qua. Quý vị phải. Tôi cái phương pháp tôi tu tập là tôi nói không có gì nghe nhận xuống, có gì vậy. Cái thiện với cái đại thiện, là đại thiện là nó thiện hơn là sao? Cái tại vì cái danh từ tôi nói là thiện thôi. Nói đại thiện thì nói có đoạn để đại thiện. Thì đó, tôi nói là cái danh từ thôi, thiện tâm và đại thiện, nhưng mà có cái chỗ xài như vậy, nhưng là nói thiện là gì vậy? Nói cái dùng danh từ đại thiện đó thì nói cũng đúng, là phải gom đủ tất cả cái tâm tư, nghe không? Thì mới gọi là đại thiện. Cho nên nói chữ đại thiện có nghĩa là nói nó có phải là mình phải hiểu rõ tất cả những cái điều đó. Chứ nói điều thiện không thì người ta không hiểu là nó có những cái điều gì không. Cái thọ trí tuệ tác động, có tâm tư. Cho nên đại thiện nó gom tập những cái điều lắm. Nó có nhiều bao, mấy chục điều lắm. Nhưng mà tôi lấy ra có mấy chục điều, từ từ ở dưới quý vị sẽ thấy. Thì quý vị thấy ra đó là tới cái phần quý vị làm điều thiện á, thì có những cái pháp này quý vị phải thường tục quý vị làm. Nó tới mấy chục cái lần, nhưng mà tôi đưa ra là thập hạnh phúc. Rồi mời chị, mời cô Tiền đọc cái thập hạnh phúc đây. Thập hạnh phúc, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, làm việc động tốt, quả về sau. Vì là tâm thiện nên những tâm động tốt này có nhiều việc làm tạo quả an vui, thường gọi là thập hạnh phúc, là bố thí, trì giới, tu tín, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, chuyển pháp, thuyết pháp, cải trang. Ngoài 10 điều kể trên, tất cả các hành động thiện khác được thực hành trong cõi dục giới cũng đều xuất phát từ những tâm thiện tịnh hảo này. Rồi, tán thán. Cái gì thấy không? Đó, khi mình thực hiện á, điều thiện á, thì nó có rất cái nhiều điều đã làm, mà mấy điều này á, mình đã làm, mình đã biết, đã nghe tên, nhưng mà mình không biết được cái phương pháp thiện và những cái pháp hành nó như thế nào. Đó, thì mình làm thường tục này á, 10 cái pháp này á, trong khi mình thực hành á, đầy đủ cái tâm tư, nó phát sát, nó phát sinh do cái thọ trí tuệ và cái vô trí hay là hỗ trợ hay vô trợ, tức là tác động. Khi mình làm việc bố thí, hồi nãy mình đã trình bày bố thí là phải không? Trì giới nó cũng vậy. Trì giới mình phải có trí, tức là mình phải biết rằng cái giới này có phải là giới cấm thủ, giới cực đoan, hay là cái giới này không cần phải có. Mà khi mình thọ giới rồi á, mình giữ cái giới này á, dứt khoát mình phải tiến lên chứ không để rớt. Nó phải có nằm cái trong cái thọ, cái trí tuệ và cái tác động. Cho cái máy ai rụt rụt với ha. Máy chị Bảy. Chị Bảy đang làm gì? Chị Bảy. Cái chị để cái máy chị dọn dẹp gì đó là nghe rột rẹt quá. Máy chị nữ có hai máy đó, máy chị nữ đó. Thì quý vị thấy không, mình làm việc bố thí trì giới mình cũng phải làm như vậy. Tu tiến tức là mình luôn luôn tu tập, mình phải có cái tinh tấn đó. Cung kính, mình cũng cung kính nữa,
cung kính thầy sư, cung kính những bậc bề trên, cung kính đối với người lớn tuổi, mình bao giờ cũng cung kính. Còn người ngang bằng tuổi mình cũng cung kính, tức là mình phải giữ cái khoảng cách, mình đối với vị trí như thế nào, không bao giờ mình ở trên, đối với con cái cũng vậy, không có dùng những cái kiểu abuse, tức là những cái quyền hạn để sát phạt hay là mạ lị người khác. Cái cung kính này đó là thứ nhất là nói về hàng cư sĩ là cung kính đối với cái người cha mẹ ông bà mình. Đức Phật dạy cái phần cung kính này, quý vị nào nghe nhớ cái bài kinh lửa không? Có mấy ngọn? Ngọn lửa cung kính đó, ngọn lửa đối với cha mẹ, ai cũng có con, con thì có, ai cũng có cha mẹ. Vậy khi cha mẹ còn sống, người con phải làm có tiền bằng chánh pháp, chánh mạng, mồ hôi nước mắt. Có đồng tiền này phải cung kính, phải cha mẹ còn sống thì phải nuôi dưỡng, thuốc tan, bệnh tật. Cha mẹ có mất rồi thì cũng phải có tế lễ. Tế lễ này không phải là hình thức cầu siêu cầu an, nhưng tế lễ này để mình ghi nhớ lại hình ảnh của người quá cố cha mẹ mình, nhờ ông bà cha mẹ mình có xác tăng này, để cho con cháu nó biết được giữ cái diền mối, cái tâm tư thật sự là có bổn phận mình đối với con cháu của con cháu mình. Cung kính đó là cung kính, là bổn phận mình làm con, mình phải cung kính bậc sanh thành, phải nuôi dưỡng, chứ không phải là mình có đồng tiền mình nuôi cha mẹ vậy rồi mình có thể muốn làm gì làm. Cung kính phục vụ cha mẹ, người con cha mẹ là lớn tuổi như mình là những người có rất là những điều kiện để báo hiếu. Quý vị mà còn lớn tuổi như mình nuôi cha nuôi mẹ là quý vị có phước lắm. Có nhiều người còn nhỏ mà không có cha mẹ, không có mà để nuôi, hoặc mà có lại không làm được cái chuyện đó. Cho nên cái cung kính này nó là một cái phước báo rất là lớn. Nó bằng cũng cỡ, nếu quý vị sanh mà cung kính cha mẹ lo được như vậy là cũng sanh được cõi thiên. Cung kính quý vị mới biết cái thực hành nó cũng đúng pháp, tâm tư, trí tuệ và tác động. Chứ không phải mình thấy mình làm ra tiền cái mình cái việc kêu người khác làm cái này kia nào, mình không có cái tâm, không có để ý tới cha mẹ mình thì cái điều đó cũng không đầy đủ tâm tư. Phục vụ cũng vậy, mình đối với công sở mình phục vụ đối với người làm những thành viên gia đình công sở của mình như là cha mẹ thì mình đã lo là cung kính. Còn đối với người thân trong gia đình, con cháu, bà con dòng họ, người thân của mình phục vụ thì mình có, mình cũng chia sớt lo cho con cháu nó đầy đủ. Phục vụ với những cái người, nếu mình là chủ, những người làm công của mình không phải vì mình ý là chủ, mình mạt sát, bóc lột, mà mình bao giờ cũng phải chăm sóc. Mình phải nghĩ rằng đây một cái điều mà trái ngược. Thông thường cái người trong xã hội sống là những người có địa vị, có làm chủ xưởng, thì có cái nghĩa là chính nhờ mình mấy người này làm công mới có mình. Họ phải biết ơn mình, cái đó là không. Đức Phật dạy phục vụ, là những người phục vụ, mình phục vụ tốt hoặc mình làm chủ, mình cũng phải thương người phục vụ với mình. Nếu mà không có những người này thì mình công xưởng của mình không có thành công. Mình phải lo cả đời sống của những khi mà người làm công mình bị tai nạn, bị khổ sở hay là cha mẹ bệnh tật, mình cũng phải giúp họ một phần đó là phục vụ. Đó là ngọn lửa thứ hai, thứ ba. Quý vị nhớ bài kinh lửa đó. Tùy hỷ phước, mình bố thí thì trực tiếp thì không nói gì. Tùy hỷ phước tức là mình thấy người ta làm điều tốt, mình chỉ thấy thôi, mình đang ké, mình hoan hỷ, mình tán tán, mình nói và mô Phật anh làm điều đó tốt, chúc mừng anh. Đó là tùy hỷ. Người ta làm việc thiện mà mình lại mình thấy chia thì thôi, mình cũng có phước nữa, phải không? Phải không quý vị? Dạ, chứ không phải người ta làm phước mà mình lại ganh tị.
mình nói xiên đây sợ. Cái phước này là dễ kiếm lắm. Cái gì tới chùa ai làm tốt, cái gì khen vỗ tay vậy? Trời, chị giỏi, ô Phật, chị làm tôi phải bắt chước, tôi phải làm gì theo. Ai làm điều thiện, ai có hiếu cha mẹ, ồ chị tốt quá, tôi rất là khâm phục chị. Chị nuôi mẹ như vậy này kia, chị thật là có phước. Mình sách tấn họ, mình được chia phần phận, phải không? Mình không nghĩ, nhưng mà đương nhiên mình có phước. À, hồi hướng mình đã nói rồi, thính pháp, quý vị nghe pháp. Quý vị nghe pháp phải trân quý người nói pháp. Bất cứ người nào nói, nếu mình không nghe thì thôi, nghe phải trân quý. Nghe phải đập cái lòng tin, hiểu. Chứ không phải nghe theo cái tánh linh của mình, tức là cái sở thích của mình. Cái người thuyết pháp. Thôi cái chỗ thính pháp, nếu mình nghe pháp, nếu mình có đầy đủ ba thờ thì cái phước nó như thế nào? Thì đó, thì đầy đủ tâm tư. Đầy đủ tâm tư là... À, trọn vẹn thì có mình có... Chị nghe pháp á, thì chị biết rằng á, ba cái pháp tất cả quý vị làm này có ba pháp thọ. Lúc là quý vị làm đúng á thì thọ hỷ, phải không? À, có trí tuệ, chị biết rằng cái địa tháp này pháp thiện, và chị hăng say chị nghe, tới giờ chị nghe là chị không có để phóng tâm. Thì bước đầu thì mình nghe như vậy, nhưng mà lúc rồi mình nghe hồi cái tâm mình nó chạy. À, thì bởi vậy đó, mình phải làm thường xuyên. Bây giờ chị nghe pháp mà chị nghe một cái vị nói mà nó theo mình theo dõi thường xuyên mà mình muốn chú tâm á, thì nó ít phóng tâm hơn, phải không? Dạ. Chứ nói hồi ông cái người chia sẻ mà nói hồi nó tùm lum, hồi chị cũng phải phóng tâm thôi. Chắc nãy giờ chị chắc cũng phóng tâm dữ ha. Có, cái này mình có chứ. Mình có, mình có. Thì tôi nói vậy đó để cho quý vị thấy rõ, phải không? Ha. Chú tâm hồi cái tâm mình không nghĩ gì khác, nó thì mình phải sợ. Cho nên... Nên là quý vị thấy không, quý vị chia sẻ một cái pháp đó là cái tâm tư mình nó đi. Bởi vì quý vị làm một điều thiện xong rồi đó là cái điều bất thiện ở chừng nó chen lẫn. À, quý vị nghe pháp cũng vậy đó. Cho nên quý vị, nó khó lắm, nhưng mà mình phải làm, mình gột rửa. Tại vì cái tâm mình là tâm vượng mà. Thấy người ta làm cái gì mình bắt chước, còn cái tâm mà suy nghĩ là phóng như là con ngựa. Nó như vậy thôi. Cho nên mình phải kèm nó lại, tức là mình cột ngay cho cái tâm mình, như là 5, 6 con vật á, cột vô cái tâm mình đó, một cái cột. Như vậy nhớ. Tại vì cái chỗ này tôi nghe sư Thanh Minh giảng là nếu mình không có đầy đủ ba thời á, thì có thể nó đưa đi mình cái quả tương lai, cái quả mình có thể là mình bị thiếu trí hay là mình tu. Thì nó vậy đó, nó vậy ha. Nên ra tôi sợ, nên ra tôi hỏi. Tính pháp đó là như vậy, nha. Chị tính pháp hồi nãy á, chị phải có đi. Lúc nào chị cũng phải tính điểm. Thứ nhất á, tính pháp chẳng hạn tôi đăng hay là chị nghe sư giảng cái gì gì đó, chị chuẩn bị, chị sắp xếp hoàn toàn cái gia đình của chị, sắp xếp chồng vợ con cái ăn uống để kia đàng hoàng. Tới ngày đó mình thông báo tôi xin ông chồng ha, tôi đi mấy tiếng đồng hồ tôi về, thì vì mình lo chu toàn xong hết, con cái mình có lo hay là cháu nội mình giao cho người khác hết. Giờ đó mình là tiền, còn mình không lo tiền được, tức là cái hiện mình không có, phải không? Phóng tâm nhiều, chà, mình trốn chồng hay là cho thằng nhỏ ăn, thiếu quên cái này kia nọ, thì có phóng tâm nhiều. Nó nói, tiền thì cái hiện nó tốt, thì cái tốt này đó, thì cái hậu mình sẽ có kết quả nhiều mình hơn, phải không? Đó, còn khi mà trong khi nó tính pháp đó, là thiện, là hiện, à, quý vị phải nghe, chú tâm. Tại vì quý vị tiền đã lo sẵn rồi, giờ hiện là quý vị chỉ việc tính đáp, quý vị không lo, trời tôi trốn, người này trốn người kia, à, tôi làm cái này chưa xong. Rồi tôi thanh quân trời, bữa nay đi gì gì đó rồi, quên cái này quên cái kia, đó là thính pháp. Cái người thuyết pháp nó cũng vậy nữa. Tôi thì tôi làm rất là sắp xếp nhiều lắm. Và khi tôi đưa lên bài pháp là tôi nghiên cứu trước ít nhất là 3 ngày. Nên từ từ thì rất là viết lâu lắm. Rồi tôi viết sẵn mà cũng sửa tới sửa lui để làm sao cho quý vị đặt cách tâm tư. Mình hiểu như thế nào mình chia sẻ cùng quý vị. Mình nói, khi nói mình thấy sai, mình tự sám hối, hay không rõ mình phải quyết nói làm sao cho rõ. Cho nên tôi nhờ tha thiết quý vị phải có đặt câu hỏi. À, thuyết pháp tôi mong rằng tôi chỉ có tâm niệm chia sẻ quý vị, không nói dùng là thuyết pháp. Tôi mong rằng quý vị trọn lòng đặt hết cái sự lắng nghe.
tha thiết nghe để mà có nhận được. Cho quý vị nghe để mà làm vui thì quý vị cũng thấy cũng khó nhận được lắm. Cho nên cái người thiết không nghĩ rằng tôi nói quý vị khen tôi đâu. Tôi không có, mà tôi cũng không muốn nói hơn ai hết nữa. Cũng có một hai phần, nhưng mà từ từ tôi sẽ đi đến cái giai đoạn đó. Là tại mình là một cái người phàm phu. Rồi á, cái cải chánh là như vậy, là những cái điều gì mình làm á, thì mình bao giờ cũng sửa đổi. Mình thấy có vừa đủ hay không? Cái chữ vừa đủ là chữ cải chánh. Cái sự tu tập mình, sự đối diện với hoàn cảnh gia đình của mình. Mình làm như vậy có vừa đủ hay không? Nó còn. Always have room to improve, tức là bao giờ cũng có chỗ để mình thăng tiến, để làm trọn vẹn hơn, tốt hơn. Cái gì thấy không? Đó tập hạnh phúc. Rồi kỳ tới mình sẽ chia sẻ tập thiện. Tập thiện thì quý vị đã biết rồi. À, tới cái trang 29 đó, là quý vị cẩn thận, quý vị đọc trang 29 trước đi. Là tôi sẽ chia sẻ quý vị thấy khi mình làm việc thiện, không khéo nó sẽ đưa tâm cái quả đó. À, có nhân hay là không nhân. À, cái nhân á, à, rồi cái quả nhân này đó, nó thuộc về cái quả sao sao thì quý vị, à, kỳ tới là quý vị sẽ thấy phần đó. Quý vị đọc trước cái phần này, à, quý vị để thấy, quý vị thấy được cái phần này xong rồi đó, à, cái phần tục sanh đó quý vị sẽ thấy rõ. Mình làm việc thiện và mình làm việc thiện này, à, cái lẫn lộn trong chổng, cái tâm tư và cái trí, cái tác động á, nó sẽ chia phần ra những cái trí tuệ này, những cái phúc quả phúc báo này. Mấy cái này là rất là quan trọng quý vị. Thì quý vị biết rằng việc mình làm, việc tái sanh mình không do cầu khẩn. Do mình làm phước, gặp thiện trí thức và mình thấy hiểu được điều này để mình làm cải chánh, làm những cái điều gì không tốt, tiến tới thành tốt. Còn không khéo quý vị làm cũng như là may mắn thì được cái nào hay cái nấy. À, thì cái phần này để bữa thứ hai. Quý vị thấy không? Nó có rất là đơn giản. Nếu quý vị đọc phơ, quý vị hiểu. Nhưng mà khi mà chia sẻ, quý vị thấy tôi chia sẻ quý vị ra, quý vị không ngờ là có những cái chi tiết này. Rồi quý vị nghĩ sao? Có câu hỏi gì thêm không? Cho Thanh Hương chia sẻ về cái phần bài học hôm nay. Thì các quý có nghe Hương nói không? Thì hôm nay mình học cái bài này, Thanh Hương cũng rất là cảm ơn Tịnh Đức rất là nhiều. Vì hôm nay cái bài học này chỉ cho chúng ta thấy rõ về cái thiện và cái bất thiện rất là đích đáng. Thì quý vị cũng biết đó, thường thường á mình làm việc thiện, nhưng mà mình không biết ở trong cái việc thiện nó có bất thiện. Tại vì mình nghĩ rằng mình làm á thì trong đó nó cũng có cái tham, cái tham danh, và có cái sân trong đó, có si trong đó nữa đó. Cho nên đó là nãy giờ mình đã nghe cái bài học này thì từ đầu tới cuối đã chỉ cho chúng ta thấy con đường thiện thế nào và con đường bất thiện như thế nào. Thì nó cũng có cái nhân, nó cũng có cái quả. Nhưng nhờ cái bài học này thì mình đem ra để mình áp dụng lúc mình làm việc thiện. Chứ không phải lúc nào mình cũng nghĩ là ồ, tại sao tôi làm việc thiện nhiều quá nhưng mà tôi gặp cái thế này thế nọ, hoặc là tôi cứ nghĩ mong cầu là như thế này thế nọ vì cái việc thiện của mình, nhưng mình không có thấy việc thiện mình làm nó như thế nào. Đó thì dù cái bài học này nó rất là gắn gọn đối với chúng ta, nhưng chúng ta không có thấy. Bây giờ thì thấy rõ rồi đó. Hương thì cũng như các vị vậy đó, chứ cũng nhờ những cái bài tu học này thì mình mới thấy mình mở rộng ra khi mình làm những cái điều việc thiện. Thì cũng như nãy Hương nói là khi Hương cũng đi là đi đường, Hương cũng muốn gặp một người để Hương giúp cho người ta, nhưng trong cái tâm của Hương không nghĩ gì hết, Hương chỉ nghĩ là Hương giúp cho người ta tại vì trong lúc người ta khó khăn thôi. Nhưng mà trong lòng Hương rất là hoan hỷ là Hương đã làm được một việc thiện. Mà khi Hương làm, Hương không biết tại sao hai cái tay Hương á cầm tiền mà Hương đưa hai tay trong người ta nữa. Thì khi mà Hương đưa rồi á, Hương mới thấy của sao mình làm ngộ quá ha. Đó thì đó là cái tâm mà Hương làm cái việc thiện.
Nhưng mình lúc đó mình cũng có nghĩ là mình có phải là đây là việc thiện hay không. Tại vì mình làm là do cái tâm của mình thôi. Đó thì Hương cũng nói cho rõ. Như vậy Hương cũng như các vị, mình hãy lấy cái bài học này để mình thực tập. Mình làm trong cái lúc mà mình làm việc thiện. Tại vì lúc nào cái bất thiện nó cũng có nhiều hơn cái thiện. Dù biết rằng cái thiện mình đang làm mà vẫn bị bất thiện như thường. Thì thôi Hương cũng xin chia sẻ một phần về Hương hiểu biết cho cùng với đến tất cả các vị về cái sự mà Hương hiểu biết và mô Phật. Tháng tháng quý vị nào có nói lên cái tâm tư này không? Và quý vị lên nói vài lời. Nhất là tôi thấy mấy vị chưa có nói là chị Diệu Lễ nè, Bảy nè, cô Mai. Cô Mai lên tiếng, cô Mai, sao cô Mai? Cô Mai nè. Mai đó, Mai. Mai đi Mai. Đi, Mai. Mai, Mai đó đâu có trong này đâu. Có đó. Có cô, hình mà đâu có người đâu. Cô Mai mở mic lên, cô Mai. Nói. Rồi tắt mic hả? Rồi quý vị thấy không? Đó thì tôi mong rằng hồi nãy hình như có một người nào ra... Chị nữ hả? À, chị nữ hả? Đó thì tôi cũng vui khi quý vị tu tập thường xuyên. Thì trong những cái thời gian này đó, thì quý vị nào mà đi theo thường xuyên đó, thì quý vị sẽ thấy hoàn toàn là những cái pháp hành không nha quý vị. Tôi không có nói như lúc đầu nữa. Tôi nghĩ quý vị đã đi... Nó khó quá, thì người ta không hiểu thì phải đi thường xuyên đó cô, phải đi thường xuyên chứ không không mà quý vị bữa này bữa kia là nó cũng khó lắm đó, mà quý vị nắm vững rồi đó thì quý vị mình làm mới thấy rõ. Mai mốt anh nếu mà tu do giống sao mà trong cái 19 cái tâm sở tâm tâm tịnh hảo biến hành đó mấy cái này cái niệm thôi, mình chánh niệm ra thì cái tâm này đó nó mình nhìn như đám rừng vậy đó, mà chẳng hạn như cái tâm thiện này đó thì kỳ tới quý vị sẽ thấy nó chia sẻ khi mình làm việc thiện á, cái lẫn lộn á, thiện nó có nhiều ít á, nó đưa đến những cái quả nó khác nhau, cái quả vô nhân và cái quả có nhân. Trong cái quả cá nhân á nó có lý trí và hợp và hợp trí, rồi có cái vô trợ hay là hữu trợ. Thì những cái tâm này á, nó sẽ đưa đến 19 cái tâm sau này, 19 năm tục sanh. nó như vậy, nó ảnh hưởng trong khi mình bỏ xác thân này nếu mình còn tái sanh. Nó ghê gớm gì vậy. Còn quý vị không thấy là, quý vị không nhìn thấy, quý vị chỉ cầu nguyện thôi. Thôi ở trong cái chỗ 10 cái chi phần mà anh vừa mới nói đó. Trong cái phần 10 cái chi phần này nó có cái tâm sở thọ nó cùng ở trong đó. 10 cái thập hạnh phúc á hả? Dạ là mọi bố thí trì giới. Nó có đều có trong hết là có tâm sở thọ đi theo không? Thì đó nó có là căn cứ vào thọ, trí tuệ và tác động. Vô ba cái pháp này thì tất cả này á chị nên nhớ là thọ là 7 biến hành tâm sở, phải không? Dạ. À, quý vị nhớ, quý vị nếu mà tôi nhắc lại là quý vị biết là quý vị theo tương tự á. Là hỏi nó có chẳng không là đương nhiên là có, một tâm nào cũng có 7 biến hành tâm sở, phải không? Dạ. Còn cái tâm trí tuệ đó là cái tâm nằm trong chỉ trong việc thiện. Quý vị thấy trong cái mô hình của 25 sở tịnh hảo á. Trí tuệ là nằm cuối cùng có thể, phải không? Dạ. Cái tác động á là vô trợ hay hữu trợ đó, nó là cái phần cũng như là cần. Cũng như là cần cái thắng giải đó là nhanh chóng hay không, nó thể hiện một cách nhanh chóng thôi thì quý vị sẽ làm quen, quý vị thấy rằng rồi á, mình biết được mình, nếu mà quý vị biết được cái này á, là quý vị thấy được á, những cái chi phần này á, nó có nhiều yếu tố, mình thiếu yếu tố nào á, nhưng mà trong cái 10 chi phần này nó cũng nó đều có tâm sở thọ đi theo, nhưng mà tùy thì cái thọ mạnh thọ yếu phải không, nó thọ nó chỉ thọ thôi ha. Nếu mà mình thọ hỷ, cộng thêm ba cái này có trí tuệ và vô trợ, nó là một cái tâm thiện mạnh nhất. Mà nó lẫn lộn thì nó có phước ít. Rồi tới những cái phần cuối quý vị đọc trước đi. Quý vị hiểu cái này quý vị si mê lắm. Thì thấy hiểu chút chút đó.
À, quý vị đọc cái chưa, phần chưa có nắm rõ. À, quý vị đọc hết cái phần dưới là bởi vì những cái danh từ này tôi đi chậm quý vị mới hiểu được, chứ còn không quý vị đọc pháp quốc hiểu nhưng mà sự thật quý vị hiểu một rất là cạn cợt. Quý vị thấy những cái này là những con số, những bài toán tính toán ra đàng hoàng những cái vị thánh đệ tử hoặc là những cái bậc thiện trí thức và được chia sẻ trong quy diệu pháp của ngài hộ pháp đúc kết lại chánh binh giác chánh là những cái vị tôn túc hiện thời hay là đã qua gom lại. Tôi phải dùng tới những cái từng cái phần mà để nói, tôi phải sưu tầm lại, tôi đúc kết lại và tôi điều chỉnh những cái danh từ mới, là tại vì những danh từ cổ hồi xưa đó có khi nói là phóng vật, có khi nói này kia, chẳng hạn như tác động là vô trợ hay hữu trợ đại khái vậy đó. Thành cho quý vị là khó hiểu, thành thử là quý vị đọc rồi quý vị làm quen rồi, khi quý vị làm quen rồi đó thì quý vị đọc rất là dễ hiểu, còn không là quý vị đọc gặp những danh từ là quý vị cũng phải khó khăn lắm. Mình muốn hiểu cho nó rõ để mình tu cho nó đúng đó, đúng theo hướng tu mình thôi, chứ thì nhiều khi mình không hiểu rồi mình đi nó sai lắm. Sai nhiều lắm. Tôi nhận thức là lúc trước á thì cái sai tới bây giờ mình thấy cũng có cái sai nhiều lắm, chứ không phải ít đâu. Thì ra bây giờ mình đọc á mình cũng thấy mình rất là có sai nhiều quá. Đó thì mình sợ. Hồi đó mình đâu nghe người ta nói càng học nhiều càng thấy mình dở là chỗ đó đó, phải không? À, cho nên mình phải cẩn thận. Thì thôi ha. Bây giờ không có ai nói đóng góp hay là tâm tư gì nữa thì xin mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nha, mô Phật. Chúng con xin chia điều phúc báo tu tập hôm nay về chư thiên trên long thần hộ pháp, chư thiên cõi trời, chư thiên nhân đồng điều phúc báo nhau và thầy. Chúng con xin chia điều phúc báo này về các bạn tu tập trên lai tham bằng nguyên thuộc đang mẹ hiện tại. Tự hưởng phước báo nhân thiên, sống lâu an vui, hạnh phúc thành công trong cuộc sống, phát sinh trí tuệ, đoạn giảm phiền não. Chúng con xin thừa hưởng phước báo này giảng bà cha mẹ về đời nghiệp kiếp của chúng con, dù quá sanh cõi nào, tự hưởng phước báo nhân thiên, sống lâu an vui, hạnh phúc thành công trong cuộc sống, sống gặp Phật pháp, tu tập về đoạn giảm phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao thứ. Dạ, chúc sức khỏe với vị. Cảm ơn anh Tài. Dạ, cảm ơn Tài. Dạ, tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn Tài. Cảm ơn chào tất cả các vị. Cảm ơn Tài. Chào các vị. Hay lắm á. Các bạn ấy hay lắm. Chính mình còn không biết nữa. Chỉ đừng muốn nói với mình chai. Anh thấy không?